thầy ấy sắp kiệt sức rồi. Từ khi thôn dân bắt đầu thù ghét các thầy tỳ kheo, thầy ấy không được ăn uống gì hết. Tiếp tục chịu đói như vậy, chỉ có thể chờ chết mà thôi. Họ đúng là vô tri. Sao có thể chỉ trích ngài như vậy được chứ? Là lỗi của ta. Chính ta sẽ đích thân đi khất thực cho thầy. Làm sao mới có thể khiến cho người trong thôn tin cái chết của cô gái đó không hề liên quan đến chúng ta chứ? Bây giờ mọi người trong thôn đều trút hết oán hận lên người chúng con, thưa Buddha. Lấy oán báo oán thì oán kia không bao giờ dứt. Đem yêu thương hóa giải oán hận, đó mới là nguyên tắc căn bản nhất. Love.